Phòng khám chuyên khoa trị liệu thần kinh cuộc sống Hoa Kỳ ACC hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Khỏe đẹp cùng chuyên gia. Bích Ngân rất vui khi lại tiếp tục được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình được thực hiện bởi Big Vision Media phối hợp cùng truyền hình báo Tuổi Trẻ với sự đồng hành của Phòng khám chuyên khoa trị liệu thần kinh cuộc sống Hoa Kỳ ACC. Quý vị thân mến, gần đây trên nhiều diễn đàn, các mẹ chia sẻ nhiều về hội chứng dị tật bàn chân bẹt và truyền đạt kinh nghiệm cho con đi khám và điều trị. Dị tật bàn chân bẹt là một dạng dị tật phổ biến trên thế giới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh cuộc sống và sự phát triển sau này của trẻ. Vậy bệnh bàn chân bẹt là như thế nào và hậu quả về sau cũng như là phải làm thế nào để có thể phòng ngừa và chữa trị? Trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi về chủ đề những ảnh hưởng của bàn chân bẹt và cách điều trị. Và với chủ đề này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Wade Breckenberry, bác sĩ chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống. Xin chào bác sĩ Wade Breckenberry. Lời đầu tiên xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã dành thời gian đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ. Xin chào Bích Ngân. Xin chào các bạn. Thưa quý vị, và với đề tài bàn chân bẹt ngày hôm nay, có lẽ là một đề tài mà đang được khá là nhiều quý vị phụ huynh quan tâm. Và với chúng ta, khi gặp bất kỳ vấn đề gì về cơ xương khớp thì sẽ đều gây cảm giác đau nhất, đặc biệt là khi tuổi tác càng cao, và không những thế mà sẽ còn ảnh hưởng đến sinh hoạt nữa đúng không ạ, thưa quý vị? Chính vì thế nên ngày hôm nay, xin bác sĩ Wade Breckenberry có thể giải thích cho quý vị khán giả được biết bệnh lý bàn chân bẹt là như thế nào và trong quá trình sinh hoạt thì độ tuổi nào sẽ thể hiện rõ những cái di chứng của bàn chân bẹt ạ. Chứng bàn chân bẹt là khi bệnh nhân đứng mà mặt lòng bàn chân bằng phẳng, không có lõm bàn chân. Thông thường thì bàn chân sẽ có vòm như thế này. Đa phần khi nhấc bàn chân của những đứa trẻ thì có thể dễ thấy được vòm vì chúng có bàn chân rất mềm. Lúc các bé đứng thì bàn chân cũng phải có vòm như vậy. Khi bé đứng dậy mà lòng bàn chân phẳng, không có vòm thì chúng ta gọi đó là chứng bàn chân bẹt. Trong các tài liệu y khoa, chứng bàn chân bẹt được hiểu biết rất ít. Nên khi tôi đến châu Á 20 năm trước, tôi đã hỏi những bác sĩ phải làm thế nào khi hơn nửa người châu Á bị bàn chân bẹt. Và trẻ em châu Á bị bàn chân bẹt chiếm tỷ lệ rất cao, trong khi ở Mỹ thì chỉ có 2%. Một vài bác sĩ nói đó là do bẩm sinh, một vài thì nói là một bệnh lý, một vài bác sĩ nói có thể chúng ta phải điều trị từ 6 tuổi. Ở Việt Nam, Thái Lan và Malaysia, chúng tôi nghiên cứu hơn 10.000 trẻ em và chúng tôi nhận thấy rằng bàn chân bẹt không phải do bẩm sinh. Hội chứng bàn chân bẹt thường do thói quen đi trên sàn cứng và bệnh nhân có chế độ ăn uống khiến chân hơi bị mềm và yếu hơn bình thường. Vì thế nên bàn chân sẽ phẳng ra dần khi phải chịu sức nặng của cơ thể. Vậy thứ nhất, nó không phải là do bẩm sinh. Điều thứ hai chúng tôi nhận thấy là chứng bàn chân bẹt phải được điều trị sớm, ngay từ khi đứa trẻ vừa mới tập đi. Trong nhiều năm, chúng tôi đã nghĩ rằng chờ tới 5 hoặc 6 tuổi để xem bàn chân có phát triển vòm như bình thường không. Nhưng khi chờ tới 5 hoặc 6 tuổi thì rất khó để điều chỉnh bàn chân bẹt. Ngay lúc này, khi trẻ khoảng 2 hay 3 tuổi, mà bố mẹ thấy dấu hiệu của bàn chân bị bẹt mà khiến đứa bé không thể đi lại như bình thường, thì chúng ta cần điều trị bàn chân ngay lập tức. Thưa bác sĩ, vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến bệnh lý bàn chân bẹt và có những cái ảnh hưởng ra sao đến sinh hoạt ạ, thưa bác sĩ? Nguyên nhân dẫn đến bàn chân bẹt còn khá gây tranh cãi, thậm chí đến ngày nay. Thực ra, phòng khám ACC tại Việt Nam là đơn vị duy nhất thực hiện nghiên cứu thực sự về bàn chân bẹt tại châu Á. Hiện tại, chúng ta biết được rằng có hai nguyên nhân chính gây ra hội chứng bàn chân bẹt. Một là ở châu Á, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia hay thậm chí Trung Quốc, nhiều trẻ em đi chân trần trên bề mặt cứng. Ngoài ra, chúng còn thường mang giày hay dép xỏ ngón, không hỗ trợ tốt cho bàn chân. Khi đi trên bề mặt cứng thì khiến vòm bàn chân mất dần, chân phẳng ra. Thứ hai là chúng tôi nhận thấy rằng chế độ ăn uống của người châu Á không có bao gồm nhiều protein và nhiều đường như chế độ ăn uống ở Mỹ hoặc phương Tây. Ở Mỹ, chúng tôi có vấn đề là rất nhiều trẻ bị béo phì, nhưng rất ít trẻ mắc hội chứng bàn chân bẹt. Ở Việt Nam thì đa số những đứa trẻ ốm và có vẻ ngoài khỏe khoắn, nhưng nhiều em lại có bàn chân bẹt. Đó là bởi vì chế độ ăn uống ở châu Á khiến cho các mô liên kết yếu. Do vậy, bàn chân phẳng dần ra khi chịu cân nặng cơ thể.
Bàn chân bẹt đối với trẻ em là không tốt bởi vì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cổ chân. Khi đi thì thay vì đi thẳng như thế này, bàn chân sẽ bị nghiêng vào bên trong. Nó sẽ khiến đầu gối nghiêng vào nhau và dẫn tới vấn đề ở khớp gối. Ngoài ra còn làm ảnh hưởng đến cột sống mà chúng ta hay gọi là vẹo cột sống. Bệnh đau vai gáy có nhiều nguyên nhân, thường là biểu hiện bất thường của cơ xương khớp. Trong một số trường hợp, đau mỏi vai gáy có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Đây là lý do không nên xem thường triệu chứng này. Bằng phương pháp trị liệu an toàn, hiệu quả cao mà không cần dùng thuốc hay phẫu thuật, phòng khám ICC sẽ giúp bạn điều trị tận gốc nguyên nhân, ngăn ngừa tái phát chứng đau cổ vai gáy. Được thành lập từ năm 2006, Phòng khám chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống Hoa Kỳ ACC là đơn vị tiên phong về chuyên khoa thần kinh cột sống tại Việt Nam. Đến với ACC, bệnh nhân sẽ được bác sĩ chuyên khoa kiểm tra cột sống nhằm phát hiện các vấn đề sai khớp và nhẹ nhàng điều chỉnh các đốt xương về đúng vị trí. Phần còn lại, cơ thể sẽ dần hồi phục theo cơ chế tự nhiên. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ hiện đại, giúp kích thích quá trình làm lành, phục hồi vùng mô tổn thương, tăng khả năng hồi phục cuộc sống của bệnh nhân lên mức tối đa. Với đội ngũ bác sĩ 100% nước ngoài tận tâm, giàu kinh nghiệm, ACC đã điều trị thành công cho hàng ngàn bệnh nhân mắc các bệnh lý về cơ xương khớp cấp và mãn tính trên cả nước. Phòng khám ACC Việt Nam tự hào là sự lựa chọn hàng đầu của các bệnh nhân cả trong và ngoài nước, đồng hành cùng bệnh nhân trên chặng đường bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hãy liên hệ với phòng khám ACC để được tư vấn và đặt hẹn thăm khám ngay hôm nay. Thưa bác sĩ, vậy thì các biểu hiện của bệnh bàn chân bẹt là như thế nào và làm cách nào để phụ huynh có thể dễ dàng kiểm tra cũng như là phát hiện ra chứng bàn chân bẹt ở trẻ trong quá trình sinh hoạt của con em mình ạ? Có 3 biểu hiện rõ nét nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy được ở trẻ mắc hội chứng bàn chân bẹt. Đầu tiên và rõ ràng nhất là khi trẻ đứng, nếu chúng ta nhìn vào cạnh trong của bàn chân thì thấy gang bàn chân phẳng lì, không có vòm bàn chân. Thứ hai là khi nhìn từ phía sau, ta sẽ thấy hai chân cong vào trong như thế này. Biểu hiện thứ ba có thể nhìn ra, đó là hai đầu gối có khuynh hướng đổ vào trong, hướng vào nhau, khi phần cạnh trong của bàn chân áp sát xuống đất, khiến hai khớp gối bị xoay và đưa vào nhau. Vì vậy, nhiều trẻ em bị bàn chân bẹt có chân chụm lại ở đầu gối và đưa ra ngoài ở phía dưới như thế này. Ngoài ra, nếu trẻ đi lại mà hai chân va quẹt vào nhau cũng thường là biểu hiện của bàn chân bẹt, hoặc khi trẻ có bất kỳ bất thường nào của chân khi đi lại cũng là một biểu hiện. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được lắng nghe bác sĩ Wade Breckenberry chia sẻ về bệnh lý bàn chân bẹt là như thế nào, cũng như là những ảnh hưởng của bệnh về sau. Và đương nhiên khi mà chương trình chọn một chủ đề nào đó thì cũng đều mong muốn mọi vấn đề sẽ được giải đáp. Vì vậy mà ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe bác sĩ cung cấp thêm những thông tin về cách điều trị cũng như khắc phục bệnh bàn chân bẹt quý vị nhé. Xin mời bác sĩ. The treatment for flat feet in children. Cách điều trị bàn chân bẹt ở trẻ em sẽ là sử dụng đế giày y khoa chỉnh hình bàn chân, nhưng cần phải được thực hiện đúng cách. Đế chỉnh hình bàn chân được đặt vào trong giày và giúp cố định chân, tạo lõm bàn chân. Để làm được đế chỉnh hình này, trước tiên chúng ta cần phải thực hiện quét toàn bộ lòng bàn chân và làm khuôn mẫu bàn chân, sau đó là làm đế giày. Khi sử dụng đế giày này, nó sẽ giúp nâng xương bàn chân lên vào đúng vị trí và giữ cho chân đứng thẳng. Trẻ nên mang đế chỉnh hình bàn chân này càng nhiều thời gian trong ngày càng tốt. Nếu chúng ta cho trẻ mang đế này từ năm 3 đến 4 tuổi, thì theo thời gian đến năm 6, 7 tuổi, bàn chân sẽ có và ổn định vòm bàn chân như bình thường. Khi chúng ta phát hiện sớm bàn chân bẹt và điều trị kịp thời, thì trẻ khi lớn sẽ không cần phải mang đế chỉnh hình bàn chân nữa. Nếu phát hiện muộn hơn, chúng ta vẫn có thể điều chỉnh bàn chân bẹt. Tuy nhiên, sẽ cần phải mang đế chỉnh hình này suốt đời. Ngoài ra thì không có phương pháp nào khác điều trị thực sự hiệu quả tật bàn chân bẹt. Chúng ta không cần phải phẫu thuật, không cần làm gì khác ngoài việc kết hợp tập thể dục. Điều này rất tốt trong quá trình điều trị bàn chân bẹt. Vậy thì xin được hỏi bác sĩ là phương pháp không phẫu thuật điều trị bằng trị liệu thần kinh cột sống, vật lý trị liệu cũng như là những cái thiết bị hỗ trợ để điều trị bệnh là như thế nào ạ?
Hiện nay chúng tôi nhận thấy phẫu thuật không phải là giải pháp tốt trong điều trị bàn chân bẹt. Các phẫu thuật chỉnh hình bàn chân bẹt đều gây ra các biến chứng khác ở bàn chân sau này. Khi tôi đưa khái niệm điều trị bàn chân bẹt về Việt Nam, tôi là bác sĩ đầu tiên tại Việt Nam điều trị được một cách hiệu quả tật bàn chân bẹt này. Chúng tôi sử dụng công nghệ CAD-CAM là một thiết bị có hàng ngàn các gai đưa lên xung quanh để quét và đo bàn chân. Và sau đó thông số này được chuyển vào máy tính và nhờ vào phần mềm chuyên dụng, chúng tôi sẽ thiết kế và điều chỉnh hình dạng của đế chỉnh hình cho phù hợp. Sau đó chúng tôi sử dụng máy cắt CNC có độ chính xác cao để làm ra đế chỉnh hình bàn chân. Với các công nghệ mà chúng tôi đang sử dụng như CAD-CAM, chúng tôi có thể điều chỉnh bàn chân một cách chính xác và chỉnh sửa lại những chi tiết nhỏ nhất để tạo ra sự thoải mái và điều chỉnh bàn chân bẹt về trạng thái tốt nhất. Xin bác sĩ cho biết thời gian để điều trị theo phương pháp này là như thế nào ạ? Điều trị bàn chân bẹt cần có một quá trình, tùy mức độ tình trạng bệnh mà chúng tôi có các liệu trình điều trị phù hợp. Nếu bệnh nhân chỉ mắc hội chứng bàn chân bẹt, chúng tôi sẽ chỉ đơn thuần làm đế chỉnh hình bàn chân và hướng dẫn bệnh nhân sử dụng. Với trường hợp các bé nhỏ từ 3 đến 4 tuổi, chúng phải mang đế chỉnh hình này trong nhiều năm đến 5, 6, 7 tuổi. Tuy nhiên, bé chỉ cần đến tái khám một vài lần trong một năm để chúng tôi kiểm tra và theo dõi quá trình điều trị bàn chân bẹt của bé. Bé không cần phải đến tái khám thường xuyên. Tương tự như quá trình niềng răng, bệnh nhân cần đến tái khám định kỳ để có những điều chỉnh cần thiết trong từng giai đoạn. Trong trường hợp những bệnh nhân lớn tuổi hơn bị bàn chân bẹt và xuất hiện các ảnh hưởng của nó đến cơ thể như cong vẹo cột sống, sau thì sử dụng đế chỉnh hình bàn chân, thì bệnh nhân cần tiếp tục điều trị thường xuyên trong một vài tuần tiếp theo. Thưa bác sĩ, qua quá trình mà tiếp xúc với lại người bệnh cũng như là người thân, thì bác sĩ có thể thấy là căn bệnh này ảnh hưởng đến tâm lý của bệnh nhân cũng như là thân nhân như thế nào? Và căn bệnh này có thể thấy là gây đau đớn, gây khó chịu và khó khăn trong khi vận động. Thế thì không biết là có thể điều trị khỏi hoàn toàn hay không? Và về mặt tâm lý thì bệnh nhân sẽ cần phải chuẩn bị những gì ạ? Đây là một câu hỏi rất hay. Đầu tiên là bàn chân bẹt có thể điều trị khỏi hoàn toàn được hay không? Chúng tôi đã tìm ra rằng nếu chúng ta phát hiện và điều trị sớm tật bàn chân bẹt khi trẻ còn trong độ tuổi từ 3 đến 4 tuổi, chúng ta gần như đạt 100% tỷ lệ chữa khỏi hoàn toàn bàn chân bẹt cho trẻ. Còn khi chúng ta điều trị bàn chân bẹt cho trẻ ở độ tuổi 6 đến 7, thì khi trẻ mang đế chỉnh hình bàn chân vẫn có tác động cải thiện tình trạng rất tốt, tuy nhiên vẫn không thể khôi phục hoàn toàn như khi điều trị trong giai đoạn khởi phát được. Các trẻ lớn hơn từ 12 đến 13 tuổi thì việc điều trị khỏi càng khó khăn hơn. Chúng tôi thực tế đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân ở độ tuổi này và việc điều trị bàn chân bẹt sẽ khó khăn hơn vì hệ cơ xương khớp ở độ tuổi này đã dần ổn định. Đối với các trường hợp không thể điều trị khỏi hẳn tật bàn chân bẹt, nhưng chúng ta vẫn có biện pháp khắc phục được các triệu chứng và ảnh hưởng của bàn chân bẹt đến cơ thể. Nó giống như việc chúng ta phải đeo kính khi bị cận thị. Về việc bệnh nhân bị khó chịu khi mang đế chỉnh hình bàn chân, đây là một vấn đề rất đáng quan tâm. Tôi nhận thấy hầu hết những nơi sử dụng đế chỉnh hình bàn chân điều trị bàn chân bẹt không giúp nâng đỡ bàn chân hoàn toàn, trong khi nếu muốn chân ổn định, hồi phục hoàn toàn thì chúng ta cần có đế chỉnh hình bàn chân nâng đỡ chính xác trạng thái vòm bàn chân vốn có của bé. Điều này mới có thể giúp chân hồi phục 100% được. Khi mang đế rất có khả năng bệnh nhân sẽ cảm thấy khó chịu. Nhiều nơi có các thiết bị như ở ACC hiểu rõ về bàn chân bẹt như tôi, nhưng nếu họ không làm đúng cách, thì bệnh nhân sẽ cảm thấy rất khó chịu khi mang đế dày vào. Tại ACC, chúng tôi sẽ liên tục theo dõi và có những điều chỉnh thiết kế cho phần đế dày khi cần thiết, để đảm bảo bệnh nhân khi mang đế sẽ cảm thấy dễ chịu và khôi phục dần theo một quá trình. Chúng tôi cần phải rất cẩn thận từ việc sản xuất, điều chỉnh phù hợp để đảm bảo trẻ sẽ cảm thấy dễ chịu khi mang đế chỉnh hình. Chúng tôi cũng thấy rằng ở nhiều phòng khám khác không thực sự hiểu rõ tầm quan trọng của việc điều chỉnh này khi sử dụng đế chỉnh hình bàn chân điều trị bàn chân bẹt. Họ sử dụng đế chỉnh hình nâng vòm bàn chân lên mức tối đa với trẻ bị bàn chân bẹt và điều này gây ra sự khó chịu. Nhưng họ vẫn khuyên trẻ nên cố mang tiếp và sẽ dần quen với nó thôi. Điều này dần dẫn đến trẻ bị đau và đi lại càng bất thường hơn. Vì vậy, có hai điều rất quan trọng, đó là đế chỉnh hình vừa vặn 100% với bàn chân và liên tục theo dõi và điều chỉnh làm sao để bệnh nhân cảm thấy thoải mái khi mang đế.
do something to correct it. Bác sĩ thân mến, Bích Ngân được biết là chế độ ăn uống cũng như là thói quen sinh hoạt sẽ đóng một vai trò khá quan trọng trong việc chúng ta ngăn ngừa hoặc là điều trị một căn bệnh nào đó. Thế thì với bệnh bàng chân bẹt, điều này tác động ra sao ạ, thưa bác sĩ? That's a really great question. Lại là một câu hỏi hay. Khi tôi lần đầu đến Việt Nam 15 năm trước, tôi hỏi mọi người nhưng không ai trả lời được câu hỏi này. Tập thể dục có giúp điều chỉnh bàn chân bẹt hay không? Và tôi tham khảo các nguồn thông tin từ Mỹ và Úc, Đức, Phần Lan, vẫn không có thông tin rõ ràng cho câu hỏi này. Chúng tôi đã thử nghiên cứu và phát hiện ra rằng những trẻ càng năng động thì tình trạng bàn chân bẹt càng cải thiện tốt hơn và các vấn đề khác như cong vẹo cột sống cũng cải thiện tốt khi trẻ có tập luyện thể dục. Đến đây thì chúng ta lại đặt câu hỏi là khi đứng tập thể dục thì nó cũng làm phát triển bàn chân bẹt. Nhưng nếu trẻ tập luyện đá banh, nhảy hay tập võ thì chúng tôi luôn ghi nhận được những cải tiến tích cực. Vì vậy, có thể kết luận được rằng luyện tập thể dục thể thao có tác dụng tốt hỗ trợ việc điều trị bàn chân bẹt. Chế độ ăn uống và dinh dưỡng cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển hệ cơ xương khớp. Không chỉ Việt Nam mà hầu hết các quốc gia Đông Nam Á như Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia có rất nhiều trẻ em thiếu chất đạm cần thiết, đặc biệt là các trẻ ở vùng nông thôn. Các em còn thiếu các vitamin thiết yếu như vitamin D, đặc biệt là D3, và điều này hiển nhiên dẫn đến hệ mô cơ mềm yếu hơn như xương và dây chằng. Điều này dẫn đến việc rất dễ bắt gặp các trẻ rất ốm và bàn chân bị bẹt cấp độ nặng. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng, ngày nay, khi ăn nhiều thức ăn nhanh vốn không tốt cho sức khỏe, nhiều trẻ bị béo phì, rất nặng nề, nhưng lại có nhiều đạm, nên các bé có vòng bàn chân khỏe mạnh và rất ít có bàn chân bẹt. Béo phì không hề tốt chút nào, nhưng khi ăn nhiều như vậy, có thể có đầy đủ chất dinh dưỡng và vitamin thiết yếu, nên chúng ta hãy thấy nhiều gia đình có điều kiện kinh tế tốt, trẻ hay bị béo phì do thức ăn nhanh, nhưng lại có vòng bàn chân khỏe mạnh. Còn các gia đình khó khăn ăn uống đạm bạc hơn, với ít đạm và đặc biệt là vitamin D trong khẩu phần ăn, nên trẻ rất ốm, nhưng lại có tật bàn chân bẹt nặng. Bệnh đau vai gáy có nhiều nguyên nhân, thường là biểu hiện bất thường của cơ xương khớp. Trong một số trường hợp, đau mỏi vai gáy có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Đây là lý do không nên xem thường triệu chứng này. Bằng phương pháp trị liệu an toàn, hiệu quả cao mà không cần dùng thuốc hay phẫu thuật, phòng khám ICC sẽ giúp bạn điều trị tận gốc nguyên nhân, ngăn ngừa tái phát chứng đau cổ vai gáy. Được thành lập từ năm 2006, Phòng khám chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống Hoa Kỳ ACC là đơn vị tiên phong về chuyên khoa thần kinh cột sống tại Việt Nam. Đến với ACC, bệnh nhân sẽ được bác sĩ chuyên khoa kiểm tra cột sống nhằm phát hiện các vấn đề sai khớp và nhẹ nhàng điều chỉnh các đốt xương về đúng vị trí. Phần còn lại, cơ thể sẽ dần hồi phục theo cơ chế tự nhiên. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ hiện đại giúp kích thích quá trình làm lành, phục hồi vùng mô tổn thương, tăng khả năng hồi phục cuộc sống của bệnh nhân lên mức tối đa. Với đội ngũ bác sĩ 100% nước ngoài tận tâm, giàu kinh nghiệm, ACC đã điều trị thành công cho hàng ngàn bệnh nhân mắc các bệnh lý về cơ xương khớp cấp và mãn tính trên cả nước. Phòng khám ACC Việt Nam tự hào là sự lựa chọn hàng đầu của các bệnh nhân cả trong và ngoài nước, đồng hành cùng bệnh nhân trên chặng đường bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hãy liên hệ với phòng khám ACC để được tư vấn và đặt hẹn thăm khám ngay hôm nay. Với những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì đã giúp cho Bích Ngân cũng như là quý vị khán giả có thêm được những thông tin rất là bổ ích về căn bệnh bàn chân bẹt này. Vậy thì không biết là thông qua chương trình ngày hôm nay, bác sĩ có những cái lưu ý cũng như là lời khuyên nào dành cho tất cả mọi người với căn bệnh này cũng như là những người đang gặp phải tình trạng này để có thể có được một cái hướng điều trị tốt nhất có thể ạ? First of all, how to prevent flat feet? Đầu tiên chúng ta biết rằng có rất nhiều trẻ em châu Á mắc hội chứng bàn chân bẹt. Và chúng ta đặt ra câu hỏi là bàn chân bẹt có duy truyền hay không? 10 năm trước đây, chưa ai có câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi này. Khi đó tôi trở về Mỹ, tại khu vực có nhiều người Việt sinh sống và họ vẫn có các anh chị em ở tại Việt Nam. Tôi thấy rằng các trẻ em người Việt sinh ra và lớn lên ở Mỹ rất ít khi bị bàn chân bẹt và vẹo cột sống so với các trẻ ở Việt Nam.
Sự khác biệt này do hai nguyên nhân chính. Một là mọi người tại Mỹ đều mang các loại giày tốt từ các thương hiệu lớn như Nike, Adidas, mà nó được chế tạo để có thể hỗ trợ nâng đỡ tốt cho bàn chân. Thứ hai là ở chế độ dinh dưỡng, trẻ nhỏ ở Mỹ có khẩu phần ăn nhiều đạm hơn hẳn trẻ em ở Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi hay nói với các bố mẹ Việt rằng nên cho trẻ ăn nhiều đạm thịt nạc, chứ đừng nên ăn theo kiểu Mỹ. Chế độ ăn của người Mỹ rất không tốt cho sức khỏe, vì mặc dù nó giúp bạn có bàn chân khỏe, nhưng cũng sẽ khiến bạn nhanh chóng bị thừa cân. Ăn đầy đủ chất đạm và vitamin D từ các loại thực phẩm chức năng. Ngoài ra, còn do ở Việt Nam, chúng ta hay đi chân trần và mang dép lê. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên mua cho trẻ một đôi giày có thể hỗ trợ chân tốt mang trong nhà và một đôi giày tốt khác từ các thương hiệu uy tín để mang ra ngoài. Việc này sẽ giúp hỗ trợ đôi bàn chân phát triển khỏe mạnh. Xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều với những chia sẻ bổ ích vừa rồi. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Chúc bác sĩ luôn có thật là nhiều sức khỏe và thành công hơn trong cuộc sống. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Cảm ơn Bích Ngân. Cảm ơn các bạn. Quý vị thân mến, qua buổi trao đổi cùng bác sĩ Wei Breckenberry ngày hôm nay, chúng ta hoàn toàn không còn hoang mang nữa và bàn chân bẹt có thể điều chỉnh được khi điều trị đúng cách và sớm, đúng không thưa quý vị? Mong rằng chúng ta đã có thêm được những thông tin cần thiết và bổ ích để có thể phòng ngừa cũng như là điều trị dị tật bàn chân bẹt nhằm đem lại sức khỏe tốt và sự thoải mái trong công việc cũng như trong cuộc sống. Thưa quý vị, chương trình Khỏe đẹp cùng chuyên gia được thực hiện bởi Big Vision Media phối hợp với truyền hình báo Tuổi Trẻ và sự đồng hành của Phòng khám chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống Hoa Kỳ ACC. Mọi đóng góp cho chương trình, quý vị khán giả có thể gửi về địa chỉ email khỏe đẹp cùng chuyên gia a@gmail.com. Còn bây giờ, Bích Ngân và bác sĩ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.